Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Để chào mừng ngày lễ độc thân ngày 11 tháng 11, Lý Quân đã kết hợp cùng với Shopee để mang tới cho các bạn một sự kiện đăng nhập nhận quà. Và thời gian sự kiện này bắt đầu từ 0 giờ ngày 5 tháng 11 đến hết 23 giờ 59 phút ngày 11 tháng 11. Cụ thể là các bạn cần một cái tài khoản Shopee để đăng nhập nhận quà trong 7 ngày. Ngày đầu tiên, các bạn sẽ nhận được sao hộ mệnh. Ngày thứ hai, các bạn sẽ được 500 mảnh ngọc. Ngày thứ ba sẽ là hoàng 10.000 xu Shopee. Ngày thứ tư là 10 giấy vẽ bùa bạc A. Ngày thứ năm là hoàng 15 ca su. Ngày thứ sáu là rương hiệu ứng đặc biệt. Và ngày cuối cùng là rương may mắn, thì các bạn sẽ nhận được nếu như may mắn thì các bạn sẽ nhận được một cái rương trang phục. Và link đăng ký cũng như là link nhận quà từ Shopee mình sẽ để bên dưới phần mô tả và phần bình luận của video này. Và bây giờ mình sẽ thử test một cái mã gift code đầu tiên để nhận một cái sao mệnh. Và các bạn lưu ý là các bạn chỉ có thể sử dụng cái mã gift code này được một lần duy nhất. Vì vậy các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản Shopee thì mới có thể nhận được quà. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái mục sự kiện. Tại mục sự kiện này các bạn hãy nhấn vào phần thông báo. Và tại phần thông báo này thì nó sẽ có một cái chỗ nhập gift code. Và các bạn hãy nhấn vào nhập code. Các bạn sẽ được dẫn tới một cái trang nhập gift code như thông thường. Và sau khi các bạn đã nhập xong cái gift code rồi thì các bạn hãy rỡ lại hộp thư của mình để nhận quà. Và phần quà của ngày đầu tiên sẽ là một sao hộ mệnh. Và video clip ngày hôm nay của LitV Tập đoàn Studio đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay, ý nghĩa giúp ích được gì cho các bạn thì các bạn đừng quên để lại một like, một bình luận của bên dưới. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Đồng Đồng Studio thì hãy giúp clip một đăng ký kênh để clip có thêm những động lực sản xuất ra nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn có một ngày mới học tập và làm việc thật hiệu quả. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Yeah.